quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 11, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang áp sát mốc 70 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết mức 69,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và 70,42 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng ngày hôm qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại khu vực Hà Nội ở chiều bán ra là 69,55 triệu đồng trên một lượng và mua vào là 70,4 triệu đồng trên một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Dự báo niên vụ cà phê năm 2023-2024, sản lượng tiếp tục giảm khoảng 10% do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Diện tích trồng sen tăng, người nông dân đang đầu tư vào các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng và cây ăn trái. Giá cà phê thế giới quay đầu giảm. Vụ cà phê bội thu năm nay tại Brazil, Việt Nam và Indonesia với sản lượng cao nhất 3 năm được cho sẽ góp phần khiến giá cà phê giảm ít nhất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, lo ngại nguồn cung sẽ thiếu hụt, sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường giá tăng. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao, Vicofa dự báo niên vụ cà phê 2023-2024 sẽ thu hoạch muộn hơn niên vụ trước. Một số địa phương như Gia Lai, Kon Tum, Sơn La sẽ thu hoạch cà phê sớm hơn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 và thu hoạch vào cuối tháng 12 và tháng 12 năm 2023. Giá cà phê trong nước ngày hôm nay 15 tháng 11 giảm 200 đồng trên 1 kg tại một số địa phương thu mua trọng điểm. Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện cả nước có hơn 710.000 ha cà phê, vượt gần 18% so với quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Giai đoạn năm 2020 đến năm 2030, cả nước có 600.000 ha cây cà phê. Hơn 30.000 doanh nghiệp bắt đầu đi sắm Tết sớm cho người lao động trong một hội chợ dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa mới được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 30.000 doanh nghiệp bao gồm các nhà máy, khách sạn, nhà hàng đã đăng ký gặp gỡ trực tiếp với 40 nhà cung cấp lớn như Winmark, Unilever, Vinamilk để tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng, giá cả cũng như giải pháp giỏ quà tặng Tết với giá tốt nhất. Các sản phẩm thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô đến phi thực phẩm với mẫu mã dành riêng cho Tết năm 2024 sẽ xuất hiện trong các giỏ quà Tết dành tặng cho người lao động và đối tác của họ. Đại diện một đơn vị tổ chức hội chợ cho biết, đây là lần đầu tiên một hội chợ dành cho khách hàng trọng tâm là doanh nghiệp được tổ chức. Đây có thể xem là chiến lược mới trong bối cảnh thị trường Tết năm nay được đánh giá là khó đoán. Việc dự trữ hàng hóa Tết cũng như thiết kế giá phải rất cẩn trọng. Điểm mới trong chiến lược mua sắm cuối năm và Tết năm 2024 là chủ động giới thiệu hàng hóa sớm cho các nhà mua hàng doanh nghiệp, giúp cho họ sớm đánh giá lại tài chính, đặt hàng sớm trước giai đoạn cao điểm để mua sắm tiết kiệm, cân đối nguồn hàng và giá cả bình ổn. Trung Quốc đã sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã, trong đó quy định cấm đánh bắt sử dụng kinh doanh buôn bán đối với tôm hùm bông. Và theo đó, xuất khẩu tôm hùm bông của nước ta sang thị trường Trung Quốc sẽ gặp khó. Theo đó, tháng 5 năm 2023, Trung Quốc đã sửa đổi luật bảo vệ động vật hoang dã, trong đó quy định cấm đánh bắt sử dụng kinh doanh buôn bán đối với tôm hùm bông và các loài trong danh mục các động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ. Đối với tôm hùm bông, phía bạn yêu cầu không được đánh bắt trực tiếp từ biển, phải có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, không được sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên, con giống phải là thế hệ F2. Như vậy, theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, vướng mắc trong xuất khẩu tôm hùm bông vào Trung Quốc là vấn đề bảo vệ động vật quý hiếm, nguy cấp và các thủ tục, kể cả xuất nhập khẩu và cơ sở xuất khẩu, chứng minh quá trình nuôi trồng từ con giống đáp ứng yêu cầu này. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối quý 3 năm ngoái, thị trường bất động sản bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên đến từ việc siết tín dụng đổ vào bất động sản. Và tiếp theo là những khó khăn khi nguồn cung sụt giảm với số dự án mới nhỏ giọt và đặc biệt là hàng trăm dự án bất động vì những vướng mắc về pháp lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có nhiều dự án bất động sản vướng mắc pháp lý tồn đọng nhiều năm qua.
chính quyền địa phương đã lập tổ công tác đặc biệt để từng bước tháo gỡ cho các dự án. Và dù tốc độ giải quyết thì vẫn còn khá chậm, nhưng cũng nhờ vào sự vào cuộc này mà nhiều dự án đang dần có hướng ra. Đây là một trong 7 dự án bất động sản nằm trong danh sách những dự án đầu tiên được Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành cũng như các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý ngay từ đầu năm 2023. Dự án này thì là dự án cải tạo chung cư cũ và chủ đầu tư thì phải bồi thường thêm phần diện tích sử dụng chung. Vướng mắc của dự án chính là việc tính tiền sử dụng đất. Để tháo gỡ vướng mắc này thì Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường cùng các đơn vị có liên quan nhằm xác định rõ phần diện tích đất nào của dự án được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Từ đó thì tính toán nghĩa vụ tài chính để chủ đầu tư thực hiện và nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường. Mặc dù vẫn đang trong quá trình gỡ vướng mắc, nhưng mà động thái này cũng cho thấy những nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong việc tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý cho các dự án nhằm tăng thêm nguồn cung ra thị trường, phục hồi thị trường bất động sản. Novaland thì có cái doanh số bán hàng và cái nguồn phải thu cũng rất là lớn. Tháo gỡ pháp lý xong thì là các ngân hàng đủ điều kiện để tài trợ thêm cho công ty trong công tác xây dựng. Thứ hai là các cái khoản tài trợ cho cá nhân cũng đủ cái điều kiện pháp lý để giải ngân. Và cái thứ ba nữa là đủ điều kiện để công ty xây dựng bàn giao nhà sớm cho khách hàng để triển khai thu các cái khoản phải thu, giúp cải thiện cái tình hình tài chính và tái cấu trúc tài chính thành công cho công ty. Mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chính phủ, các cơ quan chính phủ cũng như là các chính quyền địa phương. Còn dự án này cũng đang bị vướng pháp lý khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tính và thu tiền sử dụng đất theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2019. Do đó, để tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước, dự án đang nằm trong diện xem xét, xác định lại giá đất để truy thu. Để gỡ khó cho dự án này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã cho phép dự án được huy động vốn đối với 50% sản phẩm nhà ở, 280 căn hộ, trong thời gian các cơ quan quản lý nhà nước tính nghĩa vụ tài chính phát sinh. Chúng ta cũng đã có nhóm 30 mấy dự án, cuối cùng chúng ta nhóm 6 cái trường hợp cụ thể để chúng ta đánh giá và chúng ta có một cái hành động phải nói là quyết liệt, kịp thời, bàn sao cho nó ra được, tạo được sự thống nhất để chúng ta giải quyết. Thì có như vậy nó mới có niềm tin, có như vậy nó mới giải quyết được trên thực tế. Vướng mắc do pháp lý chiếm đến 70% khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản. Chúng tôi nhìn thấy một sự hội tụ những cái nỗ lực từ các cơ quan của Trung ương đến các địa phương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp và sau đó là đã có ngay buổi họp để tháo gỡ vướng mắc khó khăn và đang xếp lịch để tiếp tục giải quyết những cái vướng mắc của dự án bất động sản. Chúng tôi có niềm tin và chúng tôi có kỳ vọng. Trong bối cảnh này, những sản phẩm đảm bảo thủ tục giấy tờ pháp lý minh bạch vẫn được các khách hàng và nhà đầu tư quan tâm. Như dự án này tại thị trường Hà Nội, với lợi thế về giao thông, tuyến đường thuận tiện kết nối trung tâm thành phố hay các khu vực lân cận phía Tây thủ đô, cùng điểm nhấn là quy hoạch bán khép kín, hơn 500 lượt khách hàng đã có mặt tham dự trong ngày đầu mở bán đợt 2. Sau 3 tháng triển khai thì khách hàng đã tiếp cận dự án và khi kết thúc giai đoạn 1 chúng tôi đã giao dịch hơn 100 căn hộ. Bây giờ thì nhu cầu sống của người dân thay đổi, người ta cần một khu đô thị có thể sống để vui chơi, đầy đủ các tiện ích cho gia đình. Hiện tại đây là dự án hiếm hoi trên phía Tây Hà Nội có thể đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu sống của cư dân. Tôi đánh giá đây là một dự án rất là tốt về không gian sống. Tổng dự án thì khoảng gần 75 hecta cho cả hai giai đoạn. Cái mật độ xây dựng ở đây chỉ có 25% thôi. Còn lại toàn bộ các hạ tầng, riêng các hạ tầng cảnh quan cây xanh thì đã lên tới 49 hecta rồi. Và mật độ xây dựng cũng rất là thấp. Và chủ đầu tư tối đa các không gian sống. Tôi cho rằng đây là một khu đô thị rất là đáng sống và cho tương lai. Theo các chuyên gia, vướng mắc pháp lý trong quá trình phê duyệt, giải phóng mặt bằng và khó tiếp cận ba kênh vốn chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu được xem là những nhân tố dẫn đến việc thị trường địa ốc dần chững lại từ cuối năm 2022 đến nay. Do đó, để thị trường hồi phục trở lại, đây là yếu tố tiên quyết cần phải lưu ý. Năm 2023, hệ thống điện miền Bắc thiếu hụt khoảng 4.350 MW đã gây ra tình trạng thiếu điện ở hầu hết các khung giờ, gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt trong các tháng 5, tháng 6. Nguyên nhân ngoài yếu tố khách quan là hiện tượng El Nino khiến cho mực nước về hồ thủy điện đạt thấp thì cũng có không ít là yếu tố chủ quan. Năng lượng tái tạo chủ yếu phát triển tại các tỉnh miền Trung, miền Nam. Do vậy, nguồn điện tại miền Bắc phụ thuộc rất lớn vào thủy điện và nhiệt điện.
chiếm tới 91%. Nước về chậm do hiện tượng El Nino khiến miền Bắc thiếu hụt là nguyên nhân khách quan. Một nguyên nhân khác đó là miền Bắc nhiều địa phương có mức tăng trưởng kinh tế hai con số kéo theo sự gia tăng của nhu cầu dùng điện. Tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, gần như không có dự án nguồn điện mới nào được triển khai. Đây là nguyên nhân khách quan của việc thiếu điện. Miền Bắc của chúng ta là cái cơ cấu miền Bắc này thì nó vào khoảng 30.000 MW, trong đó thì chủ yếu là thủy điện và nhiệt điện. Đấy, và một phần của chúng ta nhập khẩu từ các nước láng giềng. Thế nên là mặc dù là phát triển thì nhiều nhưng mà lại không phát triển ở miền Bắc và lại phân bổ thì lại càng không đều nữa. Thế nên đây là một cái khó khăn thách thức rất là lớn cho cái việc mà vận hành hệ thống điện của chúng ta ở khu vực miền Bắc này. Phân tích của các chuyên gia cho thấy không phải đến năm 2023 cảnh báo nguy cơ thiếu điện mới xuất hiện, mà trước đây 2 năm vấn đề này đã được đề cập. Tuy nhiên, việc chậm hành động của bộ máy đã khiến tình trạng thiếu điện xảy ra thường xuyên. Hệ thống của chúng ta nó không phản ứng. Nó biết rồi nhưng mà không biết thế rồi đấy. Nhưng mà không hành động. Thì đấy theo tôi là nguyên nhân cốt lõi của nó. Nếu như anh không ưu đãi ở miền Bắc thì thôi dân nó tập trung vào đầu tư miền Nam cũng hợp lý, nhưng anh phải chuyển được ra miền Bắc thì chúng ta cũng không làm được cái điều đấy. Đấy, tức là tư duy của chúng ta là thiếu hệ thống và hệ thống của chúng ta không vận hành. Đấy là cái theo tôi là cái đó là cái cần phải mổ xẻ nó sâu hơn. Còn nếu không mổ xẻ như thế thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ thiếu điện. Còn tình trạng một số bộ phận. Trả lời chất vấn Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, mặc dù tổng công suất nguồn đạt trên 70.000 MW, nhu cầu thực tế chỉ cần khoảng 52.000 MW, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã dẫn đến tình trạng thiếu điện cục bộ khu vực miền Bắc. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính. Những nguyên nhân chủ quan là chính do nắm tình hình, xây dựng kế hoạch truyền tải, điều độ và khâu phân phối. Trong đó, việc đầu tư phát triển mạng lưới truyền tải, phân phối điện chưa được quan tâm đúng mức trong một thời gian dài. Công tác điều độ điện lực có những hạn chế bất cập, phân bổ nguồn điện nền giữa các vùng miền chưa thật sự hợp lý, vân vân. Thủ tướng cũng khẳng định giải pháp thời gian tới là cần nâng cao hiệu quả các khâu truyền tải, điều độ và phân phối. Trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc, sớm hoàn thiện thị trường mua bán điện cạnh tranh, cơ chế mua bán điện trực tiếp, cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện mái, tự sản, tự tiêu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Giá bán lẻ điện bình quân đã tăng từ ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, điều mà các doanh nghiệp lo lắng hơn không chỉ là câu chuyện tăng giá điện, mà việc bình ổn nguồn điện trong sản xuất của mình. Thiếu điện sẽ gây rất nhiều hệ lụy trong kế hoạch sản xuất, đảm bảo đơn hàng cũng như hàng loạt áp lực khác về chi phí. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Dòng chảy cuộc sống ngày mai, 16 tháng 11 năm 2023.